Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với lại kênh siêu cổ Watt của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 18 sản phẩm. Đây, nó có mã 00 với lại đây mở 17 nè, 18 sản phẩm nha. Giá thì mình đã niêm yết đầy đủ hết. Thì anh chị nào cứ xem trước cái giá mà thấy phù hợp thì anh chị có thể xem tiếp clip để đỡ tốn thời gian. Còn anh chị nào mà chưa thấy cái giá ở đây nó phù hợp thì anh chị có thể chọn những cái kênh khác anh chị xem nha, để chọn cho mình một cái sản phẩm đồng hồ tốt nhất và giá ok nhất. Thì trước khi mình đi chi tiết từng con thì các bạn giúp cho mình một cái đăng ký kênh, bấm nút chuông tại vị trí này để khi mình lên những cái clip thì sẽ bật thông báo trước cho các bạn. Thường thì mình sẽ lên trước 1 đến 2 giờ thì nó sẽ bật thông báo cho các bạn, để các bạn có thể xem để chọn cho mình một cái sản phẩm gọi là tốt nhất từ bên kênh của mình. Thì cảm ơn các anh chị đã ủng hộ kênh của em từ hôm bữa giờ. Thì do là hôm nay là em quay ở ngoại thành cho nên là nó sẽ có những cái tiếng con gà hay con chim gì kêu, thì anh chị nhớ thông cảm nha. Em cố gắng em nói lớn nhất có thể, tại vì em không có đem cái thu âm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi cái con đầu tiên là mã số 00. Mã số 00 nha anh chị. 1,6 triệu, một chiếc e-zin nguyên hộp. Một cái chiếc e-zin nguyên hộp luôn. Đây, e-zin của Mỹ nguyên hộp. Rất là đẹp luôn, còn nguyên hộp luôn nè. Đó. Hai mặt đồng hồ. Đồng hồ pin nha. Đồng hồ pin. Đây. Rất là nhiều chức năng luôn. Thì mình thấy đẹp, mình mua thôi. Còn thực sự ra các bạn nào mà chơi những cái chiếc đồng hồ này rành á, rành những cái chức năng á, thì nó rất là hay. Tại vì nè, rất là nhiều chức năng nằm trong đây thì mình cũng không có dám bấm nhiều. Còn mình chỉ đảm bảo cho các bạn là những cái nút này là còn đầy đủ hết nha. Có nghĩa là còn hoạt động hết chứ không có biết chỉnh nha. Thì còn các bạn nào mà biết chỉnh thì các bạn có thể mua về để tự mày mò để chỉnh nha. Còn mình là mình thua rồi đó. Mình chỉ thấy đẹp thì mình mua thôi. Và những cái chức năng mà những cái nút này nè là còn hoạt động bình thường. Nguyên zin từ dây cho tới khóa. Có logo. Đây. Cái này hình của chiếc máy bay gì đó. Nói chung là một cái chiếc đồng hồ dành cho máy bay 1864 gì. Đầy đủ các thông tin ở dưới đây nè. Còn cái dán cái lớp keo luôn nè. Đó. Niền này xây được nha. Nè. Đó, niền xây được. Mấy cái đồng hồ này thì chạy ok hết. Nó có hai cái đồng hồ đó. Ở dưới đây một cái đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nha. Vẫn đang chạy bình thường. Rất là đẹp luôn. Đây, chưa qua đánh bóng gì hết luôn. Còn rất là nguyên bản. Ướm lên tay thử cho các bạn xem nè. Đó. Cổ tay mình là cổ tay 17 nha. Đó, rất là lạ luôn. Hai cái đồng hồ. Đây. Rồi. Giá mình bán cực kỳ mềm luôn nè. Nè, nguyên hộp luôn nè. Giá có 1,6 triệu thôi. Sở hữu một cái con này là sở hữu đa chức năng luôn. Size của cái chiếc đồng hồ này là size 39. Quá to, size 39 nha, chưa tính cái cục này. Chưa tính cái cục này luôn. Cái kim nó rất là đẹp nè. Đó, cái kim có mũi tên màu đỏ nè. Nói chung là rất là nhiều chức năng cho cái con này nha. Rồi, cho mình mã số 00, giá 1,6 triệu, rất là dễ chơi, nguyên hộp luôn. E-zin của Mỹ nha. Hai đồng hồ. Đó. Giá 1,6 triệu, size 39. Rồi, nguyên hộp. Về có thể tặng nha. Rồi, tiếp theo. Một cái chiếc đồng hồ sưu tầm. Đây, mã số 01, giá của mình bán là 3,7 triệu. Một cái chiếc Kinseco máy quạt kim đen, hai ô cửa lịch. Cái con này á thì tại sao nó có giá như vậy? Cái con này là coi như là độ mới nó gần như là 99% nha nha anh chị. Đây nè, nhìn cái sớ với lại cái sớ với lại cái cạnh nè. Cái cạnh nó còn rất là bén cạnh luôn. Mà cái con này đặc biệt cái nó là carbon rất là dày. Carbon rất là dày. Đây mình lấy nét kỹ vô cho các bạn xem nè. Đó, nè. Cái phần này phần carbon nè, rất là dày luôn. Còn sớ là sớ nguyên zin của nó luôn nè. Sớ nguyên zin. Đó, độ mới của con này rất là cao. Cho nên nó mới có cái giá này nha.
giá dành cho anh em sưu tầm. Mặt rất là đẹp, mặt vàng cát nè. Đó. Nói chung là cái con này độ mới cực kỳ cao, mà với lại cái độ cặp gon của nó rất là nhiều. Nè, nút nguyên zin nè. Còn dây khóa thì dây khóa linh kiện. Đó, có chữ Senco luôn. Dây đà điểu. Sớ là còn sớ nguyên zin. Cặp gon nè, không có bị mòn một miếng nào luôn. Con này cỡ 98-99% đó nha anh chị. Đó. Thì cho nên là mới có giá như vậy. Với lại Kinseco là có dòng đẳng cấp của Seiko mà. Anh chị nào chơi cái Kinseco thì sẽ rành. Cái con này là để sưu tầm nha. Đây. Size của nó là size 35.5. Mặt rất là đẹp luôn. Thì anh chị nào mà cần thêm cái thông tin gì về cái chiếc này á, thì có thể inbox cho em ở bên dưới, số điện thoại em để bên dưới, hoặc là Zalo. Con này rất là đẹp luôn á, nè, rất là sáng. Này là ở trong mát nha anh chị, đem ra ngoài nắng là rất là sáng luôn. Nhất là cái độ carbon của nó là chưa có mòn một miếng nào hết, rất là dày. Đây nè, ốm lên tay thử nè. Đó, rất là nhìn rất là sang luôn. Rồi, cho em mã 01 giá 3.7 triệu nha, giá sưu tầm 3.7 triệu cho cái em Seiko Kin máy quạt. Rồi, tiếp theo là một cái chiếc nội địa của Nhật, rất nhiều chức năng. Mã số 02 giá 2.9 triệu. Thì cái chiếc này lúc trước em có bán rồi, thì cái anh đó ảnh đeo mua về nhưng mà đeo không phù hợp, cho nên là quay đầu lại cho em. Thì hôm nay em bán rẻ hơn xíu, em bán giá 2.9 triệu. Đó, anh đó ảnh lên tay ảnh nói là hơi dày, hơi không phù hợp lắm, cho nên là quay đầu về cho em. Đây, còn mới ken sạc ben luôn. Ở trong đây máy này sử dụng máy Orient nha. Nè, hàng nội địa của Nhật. Đó, đa chức năng luôn. Có kim xăng nè, có ngày, có thứ. Mặt trắng. Con này đa chức năng luôn, máy automatic nha. Lộ cơ. Size của con này là size 40. Đây nè. Size 40. Rồi, ướm bên tay thử cho anh chị xem nè. Đây. Rất là nhiều chức năng luôn nha. Khóa zin luôn. Khóa zin của chiếc này luôn nha. Khóa zin luôn. Đó. Rồi. Giá em bán là 2.9 triệu cho một cái chiếc máy automatic, máy Orient. Đây. 2.9 triệu nha. Đó. Rồi, cho em mã số 02 giá 2.9 triệu. Size của nó là size 40. Tiếp theo là một cái chiếc đến từ Thụy Sĩ, một cái chiếc FC. Thì anh em nào cũng rất là rành về cái chiếc đồng hồ FC. Nó rất là sang trọng, đơn giản sang trọng. Giá của em là bán 4.2 triệu nha. Mã số 03 4.2 triệu. Khóa zin, dây linh kiện, dây đà điểu. Đây, con này á, nếu mà còn đẹp hoàn toàn luôn á thì giá rất là cao nha, do nó có hai máy lận. Đây nè, đây là một cái đồng hồ nè, bên trên này là dặn một cái đồng hồ đó nè, do là có bị một cái gọi là một cái vết chốc nhẹ sơn ở đây, một cái vết nè. Đó, có sao thì mình nói vậy. Hai kim, cọc số là mã chính hãng Thụy Sĩ nha, bọc vàng toàn thân luôn, hai máy nha. Thì khi nào anh chị nào mà cần coi máy, cần coi hai cái máy nó, thì cứ inbox cho em để em mở cái máy ra này, mở 6 ngóc lần. Thì em sẽ mở máy luôn cho anh chị xem. Cần xem thì xem. Con này khá là mỏng luôn nha. Form cũng tương đối chắc là to đó. Giá của em đang bán là 4.2 triệu cho cái mã số 03. Size của em này là size 35.5. 35.5 nha. Đây, lên tay rất là sang luôn. Dòng FC. Đó, dòng FC. Khóa zin nè. Dây là dây đà điểu, dây linh kiện. Bọc vàng toàn thân. Đó. Đây quay kỹ luôn. Quay sát luôn nè. Có lỗi ngay chỗ này xíu nè. Đó. Nhưng mà theo mình thì cũng không có đáng gì. Thì anh em nào khó tính thì chịu thôi. Còn anh em dễ tính thì chơi được thì liên hệ cho em nha. Mã số 03 giá 4.2 triệu. Rồi,
nhanh gọn lẹ mà size 35.5 khóa zin. Rồi tiếp theo là một chiếc ai cũng biết, chiếc OB đây, giá rất là bèo cho một cái chiếc automatic, giá 1.600.000 cho cái mã 04 zin nguyên con đây, máy auto lộ cơ đó, con này là chống nước thoải mái luôn nha, núm zin đây nè đó, kính sao phê luôn nha, automatic 3 kim 2 ô cửa lịch, con này chắc còn dạ quang. Ồ, mình quay buổi sáng mình không thấy được, con này có dạ quang nha, nè dạ quang bên ngoài nè, con này là size rất là to, size rất là to luôn, 41 nha, chưa tính cái núm, 41 chưa tính cái núm, giá rất là bèo luôn nha, 1.600.000 cho một cái chiếc OB mã số 04 lộ cơ, độ mới còn khá cao. Rồi cho mình mã số 04 giá 1.600.000. Tiếp theo mã số 05, mã số 05 giá 1.500.000 đây. Tại sao nó 1.500.000 đây? Một cái chiếc nội địa của Nhật nha, đây một cái chiếc nội địa của Nhật 21 Jewel, nó mỏng giống như Senko hay Citizen vậy, nhưng mà nó có bông chốc dạng như mụn nè ở phía sau nè đó, quay là cho các bạn nhìn cho kỹ, dày một vàng dày 20 micron đây nè, và có mòn ở mấy cái chân nữa nha đó, mình quay cho kỹ để tránh trường hợp là anh em mua về rồi nói này nói nọ, mình phải quay cho kỹ đó, anh em phải xem cho kỹ. Rồi mặt chải tia rất là đẹp, 3 kim đây, con này form cũng to, thì giá mình bán thì nó rẻ, thì nó phù hợp với lại những cái con này nha, size 35.5 đó. Thì nếu mà mình nhìn từ xa thì mình sẽ không thấy cái độ mòn ở ngay cái bốn cái chân này đó, còn phía dưới này thì mình đeo lên tay thì nó cũng không ai thấy gì hết, thì cái giá tiền nó chấp nhận được cho những cái chiếc đồng hồ nó sẽ bị lỗi như vậy nha, thì giá 1.500.000 đó. Những cái con như vậy thì giá nó tầm đó thôi, còn anh chị nào mà muốn nó đẹp hoàn toàn thì em cũng có những cái con mà nó gọi là đẹp hoàn toàn, thì giá nó cũng không có nằm 1.000.000 đâu, giá nó cũng 2.000.000 gần 3.000.000, thì tiền nào của đó thôi nha. Cho mình mã số 05 giá 1.500.000. Rồi tiếp theo là mã số 06, đây là mình chưa có cái khóa, thì khi nào mình mà các bạn nào mà chốt thì sẽ có cái khóa đi theo nha, thì mình gắn lên cái dây trước, cũng là 1.500.000 nha, dòng Senko Crown đây, mặt có lên dầu, vỏ bọc vàng, đáy inox đó, mặt là có lên dầu nha, nhưng mà gọi là tương đối là chấp nhận được đây, bọc vàng còn đẹp, cái con kia thì bọc vàng thì nó bị có chốc thì nó chốc, còn con này bọc vàng còn đẹp, núm zin đây, size của con này là size 35 nha, nè ướm lên tay thử nè đó, size 35, hồi nãy mình chưa mở máy cái con kia cho các bạn xem, để mình mở máy con này xíu mình quay lại mình mở máy cái con kia cho các bạn xem nha. Nói chung là đa số là mấy máy của những cái chiếc đồng hồ này còn rất là mới đó, mấy cái máy này thì chạy độ chuẩn nó cao rồi, cho nên là cứ yên tâm, mấy dòng là đồng hồ của Nhật mấy máy này là rất là mới luôn nha. Rồi cho em là mã số 06 giá 1.500.000 vừa sức chơi, chơi xong mai mốt bán lại vẫn còn có giá, tại vì thực chất ra mấy con này nó tầm giá đó. Đây để em mở cái máy lại của cái con mã số 05 nha, giá cũng 1.500.000. Đây các anh chị, cái máy nội địa của Nhật
Takano 21C. Đó. Còn cái mấy cái đốm đốm sau này thì nó nằm ở dưới cái tay rồi, cho nên là chả có ảnh hưởng gì nhiều. Thì tiền nào của đó thôi. Còn anh chị nào muốn con đẹp thì bỏ ra 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Thì em cũng có bán mấy con đẹp đẹp như vậy. Nhưng mà em cũng đã bán rồi. Đó. Tiền nào của đó nha. Cái con này là mặt còn rất là đẹp luôn, form to. Rồi. Giá cũng 1 triệu rưỡi thôi. Tiếp tục là mã số 07. Đây cũng bị mình chưa kịp gắn cái khóa, cho nên là cứ khi giao thì sẽ gắn cái khóa. Cũng 1 triệu rưỡi luôn nha. Một chiếc đến từ Thụy Sĩ. Đây. Mấy cái dòng này thì quen quá rồi. Pin kim choi nha. Pin kim choi nha anh chị. Đây. Pin kim choi. Có ngày này là thứ nè. Có ngày nè, ngày gốc 4 giờ nè. Đó, con này dạ quang cao lắm á. Con này là dạ quang rất là cao. Form này form thể thao. Pin kim choi nha. Đây nè. Cái máy ở trong đây là cái máy V8 á. Cái máy V8. Thì anh chị nào cần coi máy thì cứ liên hệ cho em để em mở máy cho. Đây. Size của con này size chuẩn luôn, 40 nè, size 40. Mặt màu đen, có cái niềng màu đen là còn sớ luôn, rất là đẹp. Size 40 nha. Dây khóa thì linh kiện lên tay nè. Cái bốn cái càng đó là bốn cái càng ôm tay dữ lắm luôn. Đó. Rồi. Giá cũng rất là bèo. Giá 1 triệu rưỡi cho cái mã số 07 nha. Anh em về chơi pin kim choi nha, cho tôi ráp nè, bấm ngưng nè. Quăng kim về nè. Đó. Chạy nè. Pin kim choi nha. Đeo là nhìn là y chang tự động luôn. Rồi, mã số 07, giá 1 triệu rưỡi. Tiếp theo là mã số 08, giá cũng 1 triệu rưỡi luôn. Cái gì nè? Aramid. Còn mấy con này là nội địa của Nhật nha. Cũng cho tôi ráp quăng kim. Một cái mà cái con này còn khá mới luôn, còn khá đẹp nè. Có cái niềng vàng phía trên, núm vàng luôn. Vỏ inox còn sớ luôn nè. Đó. Còn sớ nguyên zin của nó luôn. Con này độ mới khá là cao. Dây khóa đồ zin của nó hết. Đây. Amid nè. Ủa Aramid. Nội địa của Nhật nha. Cho tôi ráp máy pin. Máy pin luôn nha. Đây. Con này là form cho tôi ráp thể thao rất là đẹp. Độ mới khá là cao. Đây nè. Lên tay nè. 1 triệu mấy thôi mà đã sở hữu được một cái con nội địa của Nhật. Bền bỉ. Cho tôi ráp nha. Chạy nè. Quăng kim về. Đó. Rồi. Mấy con này thì đơn giản. Lên cho mình mã số 08. Giá 1 triệu rưỡi luôn. Giá 1 triệu rưỡi luôn nha. Mã số 08. Tiếp theo là một cái con Secofile Automatic. Lộ cơ phía sau nè. Đó. Thì mấy dòng này thì nó quá đơn giản rồi, zin nguyên con từ dây cho tới khóa. Giá cũng bình dân. Mã số 09, giá 1 triệu rưỡi luôn nha. Mặt màu đen. Ba kim hai ô cửa lịch. Lắc cho nó chạy. Rồi, để lâu quá hết chạy rồi. Để lâu quá là hết chạy. Rồi. Nói chung là cái con này mình nếu mà mình cảm giác mà nó chạy không ổn thì mình sẽ lau dầu. Khi nào mà anh chị em nào mà chốt rồi thì mình sẽ lau dầu canh cho chạy chuẩn rồi mình mới giao nha. Rồi. Size của nó là 36. Hơn 36 xíu. Đây nè, 36.5. Khi nào mà anh chị nào mà chốt con này thì mình sẽ lau dầu căn chỉnh cho chạy chuẩn mình mới giao nha. Đó, bây giờ mình lắc chưa chạy nè. Đó, nhưng mà mình sẽ cho lau dầu lại chứ còn mà không chạy mình cũng không có bán nha. Dây khóa zin nguyên con, lộ cơ phía sau. Size 36.5. Rồi, giá rất là bèo luôn, rất là dễ chơi, giá 1 triệu rưỡi. Mã số 09, giá 1 triệu rưỡi nha. Rồi, tiếp theo. Mã số 10, giá 800.000. Là cái gì bao quýt nè. Đó. Hàng nội địa của Nhật. Sử dụng máy Nhật nha. Đây nè, Nhật nè. Có cái hình logo gì phía sau tùm lum hết nè.
Nói chung là mấy anh chị nào mà chơi dòng này thì sẽ rành hơn em. Em thấy đẹp thì em mua thôi. Đó, cọc số học trò. Đặc biệt cái nó có cái kim kim rốn màu xanh nha. Được cái là kim rốn màu xanh. Con này chắc có dạ quang. Kim rốn màu xanh nha. Nè, kim rốn nó màu xanh nha. Đó. Con này form nó khá đơn giản. Dây đồ kết hợp cũng rất là đẹp. Mình mua xong để nguyên vậy luôn nè. Rồi. Máy pin nha. Máy pin 2,5 kim. Size của con này là size 38. Size chuẩn 38 luôn, mặt màu đen. Rất là đẹp luôn. Cái cổ tay của mình 17 nên là lên cái size nào cũng thấy vừa hết. Size nhỏ, size lớn, size to vậy. Đừng có to quá là cái tay của mình không thấy đẹp thôi. Rồi, cho mình mã số rất là bèo luôn, mã số 10 giá 800 ngàn. Mã số 10 giá 800 ngàn. Tiếp theo là mã số 11 giá 1 triệu. Cũng là một cái chiếc hỷ sĩ Victory Inox. Đó. Khóa zin có cái logo, phía sau có logo. Mấy con này là chống nước là ngon lành luôn nha. Nè, chống nước 100m 13 nè, 100m luôn. Vỏ toàn thân inox. Rất là đẹp. Sớ nào ra sớ đó, bóng rồi ra bóng. Cọc số. Số này số học trò có một ô cửa lịch góc 4 giờ. Mình kết hợp với lại cái dây dây này dây vải kiểu quân đội nha. Tại thường mấy con này là dòng dòng này dòng kiểu của quân đội không. Size 37. Size 37 nha. Đây. Kết hợp cái dây màu xanh. Thì anh chị nào mà không thích cái dây này thì có thể em đổi cái dây da thì theo yêu cầu của anh chị thôi. Đó. Rồi, cho em mã 11 giá 1 triệu nha. Rất là bèo để mà gọi là có 1 triệu thôi sở hữu một em thị sĩ. Máy của nó trong đó là máy V8 á. Anh chị nào cần coi máy thì em mở máy cho coi. Đây, một cái chiếc nội địa của Nhật luôn. Mà nó lạ cái là nó có cái gì gốc ngay ở đây 8 giờ nè. Con này là năng lượng mặt trời nha. Nè, đang chạy bình thường nãy em mới vừa phơi nắng, năng lượng mặt trời. Vỏ thì mạ vàng. Đây. Đó. Đáy thì có khắc chữ nhưng mà hơi bị mờ rồi. Máy pin nha, máy pin của Nhật. Máy pin của Nhật giá 700 ngàn cho cái mã 12. Cho cái mã 12. Dây khóa linh kiện mới. Đó. Cái này cái mặt nó ra nó chiếu rất là đẹp. Cái này là năng lượng nha, năng lượng mặt trời. Size của nó là size 34. Nó được cái logo gì của Nhật á, nó nằm ngay góc 8 giờ nè. Đó. Nó được cái lạ ngay chỗ đó thôi. Rồi giá 700 ngàn. Một cái chiếc bèo luôn. Giá bèo luôn. 700 ngàn cho một chiếc năng lượng mặt trời. Tiếp theo cũng là 700 ngàn cho một cái em form tăng. Đây. Một cái em form tăng Seiko. Phải nói là cực kỳ mới luôn, long lanh luôn. Cực kỳ mới luôn á. Đây. Mặt chải tia. Kim cọc số đồ đen. Vỏ mạ vàng. Rất là đẹp. Dòng máy Seiko. Nói chung là những cái form tăng mà nó còn mới như vậy thì rất là đẹp luôn nha. Form tăng. Đó. Form này thì cũng không có không nhỏ cũng không lớn. Ngang là 20 25.5 chiều dài. Chiều dài của chiếc này 28. 28 nha. Tính cái càng này thì nó sẽ dài hơn nữa. Này nó có cái được cái càng nó dài thôi nè. Nếu mà tính cái càng thì nó là 33.5. Đó. Thì anh em nào mà tay nhỏ nhỏ thì đeo được, còn hoặc là nữ, nữ đeo con này là ok luôn. Rồi giá cũng rất là bèo. Giá mã số 13 giá 700 ngàn. Rồi, tiếp theo mã 14 giá 500 ngàn, một em nữ của thụy sĩ nè. Cọc số màu vàng, cọc số là mã gì tùm lum hết, máy quẹt hai kim. Vỏ mạ vàng còn rất là mới luôn, con này còn rất là mới. Đây. Nguyên zin của nó nè, con này còn rất là mới luôn nha, mặt trắng. Rất là đẹp luôn. Mấy con nữ này thì còn không có gì để nói nhiều nha. Size của nó là size 33.5. Size 33.5. Đó, size 33.5. Rồi. Mã số 14 giá 500 ngàn.
Mấy con nữ này mình mua giá rẻ, mình để rẻ cho các anh chị về sử dụng. Nè, một con Seiko quạt mặt vàng cát đó, bọc vàng nguyên con luôn, kể cả dây luôn. Cái này là lên bả chậu nhà mình lao cái là nó hết à, nên đừng có quan tâm cái chuyện này, mình lao cái là nó hết thôi. Có được cái nút đá đen nữa nè, cài đá đen đó, giá bèo luôn nè, giá 500.000 cho một cái con mà nó rất là đẹp luôn á nha. Một cái con nữ còn rất là đẹp, mình tuyển chọn lên đây là còn đẹp không à. Máy pin Seiko rồi, giá 500.000. Size của con này là size 20.5. rồi tiếp tục luôn, một cái chiếc Ezin cũng là bọc vàng nguyên con luôn, quan trọng nhất là còn dây còn đẹp nha. Mấy con này là dây nó còn đẹp là được đó. Đây, mặt cũng vàng cát Ezin đó. Đây, Swiss máy thụy sĩ luôn, mà mình cũng bán rẻ bèo luôn, giá 5 xị luôn. Giá 5 xị cho một cái chiếc mã 16 giá 500.000, một chiếc Ezin nữ. Size của con này size 22. Size 22 nha. Rồi, mấy con này thì đơn giản nhanh gọn lẹ. Con cuối cùng, mã số 17 giá 600.000, cũng là một chiếc thụy sĩ hiệu Bwatch vậy nè. Đây, cũng là thụy sĩ. Nhưng mà cái góc 9 giờ này là có chốc nhẹ một miếng này nha, nhưng mà nhìn không đáng kể nè, nhìn rất là bình thường. Form này form lạ, form này form lạ nha. Vỏ được bọc vàng của thụy sĩ nè, đáy phía sau nè, nè Swiss. Đây, form này form rất là lạ, dành cho nữ nha, dành cho nữ nha. Size 22 là size ngang, size dài là size 32, 22 32 đó. Form này form rất đẹp, cái núm cũng rất là đẹp. Đây, rồi cho em mã 17 giá 600.000, và mình đã lên được 18 chiếc đồng hồ giá niêm yết và chi tiết từng con. Thì anh chị nào mà có nhu cầu về cái chiếc đồng hồ nào, hay cần thêm thông tin của chiếc đồng hồ nào, thì cứ mạnh dạn gọi cho em hoặc là nhắn tin Zalo cho em, số điện thoại em để bên dưới. Anh chị giúp giùm em một cái đăng ký kênh, bấm chuông tại vị trí này, để khi em phát sóng những cái chiếc đồng hồ của em mới nhất lên thì anh chị có thể theo dõi hoặc là kịp thời để sở hữu một cái chiếc đồng hồ nào đó phù hợp. Giá thì em bán thì cũng có nhiều khách nói tương đối là rẻ so với thị trường, thì khách nói vậy chứ em cũng không có nói. Còn mọi người tự đánh giá sao thì mọi người tự đánh giá nha. Rồi, em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh chị đã xem tới cuối clip. Giúp giùm em một cái đăng ký kênh tại đây nha.